Ở đây là bộ cổ titanium. Cái đây là lon SCS1 nhưng mà dành cho xe, nói chung là xe tầm khoảng 900-800cc. Thì bên trong nó làm nhỏ hơn là cái SCS1 mà cái loại mà 60mm nha. Tí xíu mình sẽ test cái tiếng bô cho các bạn nghe. Thì đây là nguyên một cái khúc mà titanium thì gắn cho chiếc Z900. Thì nói chung thì bộ titanium này thì được nhập từ Thái. Nó lên màu thì mình chưa có lên màu đậm, mình chỉ lên màu tới màu tím thôi. Khi mà mình chạy thì nó sẽ ra màu đậm hơn. Do đây là khu dân cư đó, cho nên là mình không có nẹt vô tiếng lớn được ha. Nhưng mà cái bô thì tiếng ra rất là đều. Thì ở đây nè, cái họng của nó nhỏ hơn cái SCS1 bình thường ha. Đó, nó nhỏ. Và cái đuôi của nó là 51. Đó, 51. Còn cái SCS1 một cái loại mà cho xe bự đó, là cái chỗ này là 60. Và cái họng của nó cũng bự y chang vậy nè. Đó là bự, nó không có cái ống bên, nhỏ bên trong này. Hôm nay thì mình làm cổ cho đi ráp cái cổ titanium dành cho chiếc Z900 và chiếc xe mình thì để ngoài trời mưa từ hồi trưa tới giờ. Thì đây là cái lý do mà tại sao mình nói với các bạn là nước nó vô trong cái rãnh của cái nắp bình xăng đó. Thì các bạn để ngoài mưa một chỗ như vậy thì nước nó sẽ ở đây. Cái chiếc Z9 này thì do mưa mình không có mở cái nắp ra được cho các bạn xem thử ha, để coi nó khác cái gì. Thì nước nó sẽ vào trong mấy cái rãnh này nè, đó, vào trong mấy cái rãnh này. Nhưng mà cái lỗ thoát nước của con Z9 này nó thoát rất là lẹ. Còn chiếc bên đúc thì cái lỗ thoát nước nó chậm hơn rất là nhiều ha. Chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem cái đoạn clip on mà mình đã sửa lại thì nó được đẹp như thế nào. Thì trong video clip này thì các bạn có thể thấy được là cái đoạn clip on cho chiếc BMW của mình thì rất là tuyệt vời. Không biết là ở Việt Nam mình đã có ai làm cái khúc clip on nó được đẹp như vậy chưa. Đó, các bạn thấy à, ngoài cái yếu tố mà đẹp ra thì cái yếu tố về cái vấn đề kỹ thuật thì nó cũng rất là quan trọng. Thì các bạn thấy là cái bô Akabovic nè, gắn vào cái khúc mà clip on đó, gắn khúc clip on nó rất là hài hòa và nhìn thẩm mỹ chất lượng. Các bạn đừng có vội suy nghĩ là có cái thêm khúc nhỏ nhỏ này thì nó xấu ha. Cái vấn đề ở đây á là về cái mặt thiết kế của nó. Thì sau này mình sẽ có cái cổ full Akabovic thì mình sẽ quay cho các bạn xem là nó có giống như cái đoạn clip on này của mình hay không. Thì nếu mà so sánh giữa cái cổ Akabovic người ta thiết kế với lại cái khúc clip on của mình thiết kế thì tất nhiên là cái bộ của mình là về cái mặt kỹ thuật thì nó cũng không bằng người ta, nhưng mà về cái vấn đề mà thẩm mỹ thì nó có lẽ là tương đối rất là ok. Nó nhìn rất là đẹp ha. Hôm nay thì mình sẽ không có test tiếng bô tại vì bây giờ nó cũng trễ rồi và cái đầu mình giờ nó còn hơi ê ê. Mình nói luôn cho bạn nào mà đi BMW mà đang có ý định sở hữu một cái lon Akabovic và cái cổ full Akabovic hoặc làm clip on giống như của mình ở trong video clip này thì các bạn đừng có mua cái lon ngắn này đó. Tại vì khi mà các bạn mà mua cái lon ngắn này thì mình bảo đảm là các bạn sẽ bị nhức đầu rất là nhiều khi mà mình đi xa trên 100 cây số, các bạn chịu không nổi đâu. Và khi mà mình đi ở đường thành phố thì lại càng không nổi nữa. Người ta sẽ nhìn mình mới với con mắt là cu hồn đó, đại khái vậy. Mặc dù là mình đi rất là bình thường, rất là đàng hoàng luôn nha, mình chạy rất là bình thường. Không hiểu tại sao chạy ngang qua chửi mình luôn. Mẹ bà nó mà nó chửi, nó đâu có dám quay mặt mình đâu, nó chửi lớn mà mình nghe được luôn, thấy tức không. Nhưng mà thôi kệ bà, nó giả đò là mình không nghe. Thì các bạn biết là mình chạy vô làn xe máy chiếc Z9 thì mình chạy vô làn xe máy thì không vấn đề gì hết, tiếng bô nó lớn không sao. Nhưng mà cái tiếng của cái lon bô này gắn lên chiếc BMW này mà chạy ra đường thành phố
nghe nó có vẻ gì đó mà nó trẻ trâu mà nó kỳ cục lắm, nó không phải là giống như chiếc Z9 của mình đi, nên cảm giác giống như là nó hơi kỳ kỳ đó. Thì những con đường nào mà trống thì mình cứ ra ngoài làn đường xe hơi mình chạy thôi, tránh những cái ánh mắt kỳ thị và khó chịu. Sở dĩ mà chạy ra ngoài làn xe hơi là sợ người ta chửi thôi chứ không phải là Dạo này thì mình chạy BMW thì mình ra ngoài làn đường xe hơi mình chạy với cái tốc độ na ná xe hơi thôi, nghĩa là mình không có nẹt bô cũng như không có chạy nhanh không gì hết, tại vì cái tiếng bô của cái chiếc xe này mà chạy với tốc độ cao á nó nhức đầu, mà nó làm cho mình rất là mệt mỏi. Còn về cái tư thế ngồi thì hiện tại nay thì mình chạy rất ok. Chỉnh trợ lực của thằng này nó hơi dở cái là trợ lực cơ á, cho nên là khi mà mình chạy nhanh với tốc độ cao thì mình phải ngừng lại mình chỉnh trợ lực đó, mình vặn tay rồi tới khi mà mình vô được thành phố mình phải xả hết trợ lực ra để cho nó nhẹ cái đầu thì mình mới bẻ lái nó mới 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 thoải mái được, chứ trong thành phố thì nó kẹt xe nhiều á, mà mình chỉnh trợ lực cứng mình chạy hồi là mình đuối luôn đó. Còn cái khúc cổ khúc clip on này rất là tuyệt vời ha các bạn. Thì mình gặp cũng nhiều xe người ta cũng làm clip on giống như vậy, cũng làm cái ống thêm nữa, nhưng mà cái ống nhìn ghê lắm, không có được như trong 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 cái clip này của bạn xem đâu. Thì khi nào mình gặp một chiếc xe người ta cũng làm cái clip on giống vậy mình sẽ quay cho các bạn xem. Còn mấy bữa nữa thì cái bộ cổ full Akabovic của mình thì nó sẽ về, và khi đó mình sẽ quay cho các bạn coi là cái view clip là cái cách người ta gắn cái cổ lên xe này như thế nào. Tại vì nhiều bạn cũng sẽ thắc mắc là nó dướng két nhớ nước nè, nó dướng két nhớt thì làm sao để mà gắn được đó. Mà chắc chắn một điều là các bạn không thể nào mà tự ở nhà mình mua về gắn đâu, cái này là mình phải đảm bảo điều đó trên chiếc xe này. Thì bữa đó thì tới ngay đây nè các bạn, thì nó bóp lại thì mình xài cái ron ở cái lon bô này, nó có cho theo cái ron để mình có thể là gắn clip on vào trong cái bầu hơi zin. Nhưng mà bữa đó thì mình làm cái đòn cổ này nè cho cái lon bô zin á, tới đây nó sẽ bóp lại nhỏ lại, thì hôm nay mình đã sửa cho nó bằng cái mí của cái lon bô Akovic độ này luôn, bằng mí luôn. Còn cái ống nhỏ này thì vẫn bằng. Thì nhiều bạn thì thắc mắc là không biết làm cái ống nhỏ này làm cái gì, thì theo mình nghĩ là nó làm giảm áp, khi mà cái luồng khí thải nó ra thì cái ống nhỏ này nó sẽ làm giảm cái áp lực ra ngoài lon bô đó. Và khi bữa đó mình gắn clip on mà mình không có làm cái ống này á thì mình chạy xe mình cảm giác là cái xe nó bị giật giật khựng khựng rất là khó chịu. Cho nên là nếu như mà bạn nào mà rành về kỹ thuật có thể là comment phía dưới là người ta làm cái ống này để làm cái gì, hay là làm cho vui. Tại vì á nếu như mà người ta cái hãng bô Akabovic này nè nó làm cái lon bô độ thì thay vì nó làm một ống cũng được, nó đâu cần phải làm thêm cái ống này nữa để làm gì đâu, đúng không các bạn? Nhưng mà họ vẫn làm cho mình cái ống nhỏ này và cái khúc cổ full system Akovic thì người ta vẫn làm ra hai khúc cổ này luôn đó, trên đời 2017 và 2018. Có bạn thì cũng đi cái dòng cái đời xe như vậy và làm thành một ống thì chạy xe ở cái vòng tua hấp á nó bị giật giật khựng khựng rất là nhiều, chạy không có được, nghĩa là mình chạy chậm không được á, chạy nhanh thì vẫn bình thường nhưng mà chạy chậm rất là khó chịu. Nhưng mà khi mà mình làm cái đoạn mà hai ống như vậy á mình chạy thì cảm giác là nó bình thường, nó ok, không có cái dấu hiệu gì gọi là bị hộp hay bị giật nhiều hết á. Tất nhiên là ví dụ như mà các bạn mà để guarantee cho xe tự nó trôi á thì ok, nhưng mà khi mà các bạn mà cầm số 1 mà chạy lên khoảng 30 40 mà mình đi mà cái loại mà suông ống một một ống á thì cảm giác là xe nó giật khựng 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 đó, mình phải lên số cao và lên tốc độ cao thì mới chạy được. Nhưng mà trên cái lon bô này thì ví dụ như 10 phần á thì nó chỉ có khoảng 4 phần thôi đó. Còn cái lon này là lon xịn dành cho chiếc xe luôn. Cái lon này thì có giá là 17,5 triệu, cái bộ cổ là 20. Thì khi mà các bạn mà mua cả bộ lon bô với cổ thì người ta sẽ giảm giá thêm đó. Thì tới bữa mình lấy cổ thì mình sẽ đàm phán lại với lại cái chỗ bán. Đây là ốc ốc vàng thế này thì mình thay ốc vàng lên cho nó đẹp thôi đó, mình hợp với màu vàng. Mới đi về là trời nó mưa liên tục luôn, xe thì để ngoài trời. Mình mới vừa ấy nước sơ để cho nó trôi đất cát xuống bớt.
Mình biết tại sao cái vấn đề nước nó đọng ở trong này, khi mình mở thì nó trong cái ron rồi. Đó là cái lỗ thoát nước của cái chiếc xe này nó khá là nhỏ. Cho nên là ví dụ như mình đi mưa nhiều hoặc mình để xe ở ngoài trời mưa lâu á, nước nó sẽ lọt lọt vô trong cái khe nè. Nó lọt vô nhiều mà nó thoát ra thì lại thoát ra ít. Cho nên lúc nào mình khi mà đi mưa nó cũng đọng ở trên cái ron của cái nắp bình xăng hết á. Còn cái của cái chiếc giá chính á, thì cái nắp cái bên trong nó hõm vô sâu và cái lỗ thoát nước của nó bự nữa, cho nên là nước mà lọt vô là nó chảy xuống hết. Và cái thiết kế nắp của cái thằng Z9 nó rất là hay, cho nên là nước nó không có động ở xung quanh cái ron giống như là cái BMW này. Chủ nhật mình sẽ quay cho các bạn xem.